Lào đế tua Giêsu Christus ngợi khen Giêsu Kitô. Chương trình thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Giáo dân Vũ Hán, chúng tôi sống những ngày này như thể những ngày cuối cùng của đời mình. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong một diễn biến khiến người dân tại Vũ Hán hoang mang cực độ một thông báo nới lỏng tình trạng cô lập thành phố được đưa ra đó trước vài giờ đã bị hủy bỏ. Trong một thông báo được đưa ra vào buổi trưa thứ hai 24 tháng 2, Trung Quốc cho biết tình trạng cô lập của thành phố Vũ Hán sẽ được nới lỏng. Nhưng chỉ vài giờ sau, thông báo này đã bị bác bỏ. Các phương tiện truyền thông nhà nước nói thông báo ấy hoàn toàn không có sự chấp thuận từ các quan chức cấp cao và vì thế không có tác dụng. Việc phong tỏa thành phố Trung Quốc nơi coronavirus mới đã xuất hiện sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực như trước, Tân Hoa Xã nói. Sự thay đổi đột ngột trong vài giờ đồng hồ gây thêm hoang mang cho 11 triệu dân của thành phố Vũ Hán đã bị cô lập kể từ ngày 23 tháng Giêng. Một giáo dân ở Vũ Hán nói với Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh của Hương Cảng, nỗi âu lo của mình là sẽ phải chết trong thành phố này khi bọn cầm quyền buộc những kẻ khỏe mạnh cứ tiếp tục phải bị cách ly với thế giới bên ngoài chung với những người bị lây nhiễm. Chúng tôi sống những ngày này như thể những ngày cuối cùng của đời mình. Đây có thể là mùa chay cuối cùng của chúng tôi. Có sống được đến lễ phục sinh hay không là điều không ai biết được. Tỉnh Hồ Bắc, nơi có thủ phủ là Vũ Hán, cũng đã điều chỉnh số người nhiễm bệnh chính thức nhiều lần trong những tuần gần đây. Gây ra sự ngờ vực về các con số thống kê từ tâm chấn của một ổ dịch đã lây nhiễm gần 80.000 người và giết chết hơn 2.600 người. Hôm thứ hai, một tuyên bố của bọn cầm quyền thành phố trên mạng Weibo, hay còn gọi là Weibo, một mạng xã hội giống như Twitter của Trung Quốc, nói rằng những người không phải là cư dân của thành phố có thể ra khỏi Vũ Hán miễn là họ khỏe mạnh và không bị cách ly. Đó là động thái đầu tiên để giảm bớt tình trạng cô lập đối với 60 triệu người Hồ Bắc trong cả tháng qua và được coi là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc tin rằng dịch bệnh bùng phát đã được kiểm soát. Nhưng nhiều giờ sau, tuyên bố này đã bị xóa bỏ khỏi Weibo cũng như các phương tiện truyền thông khác của nhà nước mà không có lời giải thích nào. Sau đó, một tuyên bố mới đã được đưa ra trên tài khoản Weibo của thành phố, nói rằng thông báo trước đó là trái phép và sẽ không có hiệu lực. Khi được tiếp cận qua điện thoại, một phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Vũ Hán cho Reuters biết cô nhận thấy sự rút lại tuyên bố trước đó, nhưng không có thêm thông tin nào về tình huống này. Ủy ban Y tế Hồ Bắc đã không trả lời các cú điện thoại để làm rõ thêm. Việc thay đổi lập trường công khai từ lãnh đạo Hồ Bắc như thế đã diễn ra ít nhất hai lần trong một tuần qua. Tuần trước, một thành phố trong tỉnh Hồ Bắc đã cố tình giảm bớt các trường hợp nhiễm coronavirus hàng ngày. Lấy một thí dụ cụ thể cho dễ hiểu là thế này. Trong ngày thứ hai, họ xác nhận 500 trường hợp mới nhiễm coronavirus. Cũng trong ngày thứ hai, họ khám cho những người khác không phải 500 người này là các bệnh nhân trước đây đã được xác nhận nhiễm coronavirus và phát hiện 100 người âm tính khi thử nghiệm axit nucleic thì họ trừ đi 100 người này và cho rằng chỉ có 400 trường hợp mới nhiễm coronavirus, trong khi thực tế là 500. Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc là ưng dũng đã ra lệnh cho họ không được trừ đi như thế vì làm sói mòn lòng tin của công chúng và đe dọa trừng phạt họ. Ưng Dũng, nguyên là thị trưởng thành phố Thượng Hải, mới được điều về làm bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc thay cho tưởng siêu lương từ ngày 12 tháng 2. Con số các trường hợp nhiễm coronavirus tại Hồ Bắc đã cao nghi ngút sau khi chỉ thị của ưng dũng. Năm 1090 vào ngày 13 tháng 2, 2641 vào ngày 14 tháng 2. Nhưng bản thân ưng dũng lại bị Bắc Kinh khiển trách Do đó, con số các trường hợp nhiễm coronavirus tại Hồ Bắc lại tụt giảm chỉ còn 394 vào ngày 19 tháng 2. Các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm đang mất niềm tin vào tính chính xác của số lượng các trường hợp mắc bệnh coronavirus mới của Trung Quốc. Họ cho biết các quan chức y tế Trung Quốc thay đổi xoành xoạch định nghĩa về các trường hợp nhiễm coronavirus. Do đó, Số lượng các trường hợp nhiễm coronavirus hôm 12 tháng 2 là 15.512 trường hợp, thể hiện một cú đại nhảy vọt từ con số 2.015 trường hợp hôm 11 tháng 2. Đến ngày 13 tháng 2, nó lại xuống chỉ còn có 5.090 trường hợp. Các thông điệp mâu thuẫn từ các quan chức Hồ Bắc đã làm tăng thêm sự phẫn nộ của công chúng trên khắp Trung Quốc về cách thế bọn cầm quyền trì hoãn các phản ứng ban đầu đối với sự bùng phát dịch bệnh và thiếu minh bạch của chúng. Sự lây nhiễm tiếp tục lan rộng ở Á Châu và một phần của Âu Châu, làm dấy lên nỗi sợ về một đại dịch. Hàn Quốc, nước láng giềng Trung Quốc và là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất tiếp theo đã xác nhận hơn 763 trường hợp nhiễm coronavirus và 7 trường hợp tử vong. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, Ngợi khen Chúa Jesus Kitô.